Để thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp trước trong và sau Tết Nhâm Dần 2022, trong những ngày qua, công an các quận huyện trên địa bàn thành phố đã đồng loạt ra quân triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hạn chế tai nạn giao thông. Tết Nguyên Đán Nhâm Dần đang đến thì nhu cầu đi lại của người dân, dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa tăng cao. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết, các ban an toàn giao thông quận huyện đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, đồng thời tổ chức đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thường xuyên xảy ra trong dịp Tết. Như lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn, sử dụng ma túy, vi phạm quy định tốc độ, chở quá tải trọng, quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ công an địa phương, tập trung lực lượng tăng cường nắm bắt các tình hình địa bàn trọng điểm, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp tội phạm, xử lý hiệu quả dứt điểm những vấn đề phức tạp nổi lên trong dịp Tết Nguyên Đán. Chúng tôi sẽ ra quân để tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó chúng tôi tập trung để mà tấn công mạnh những cái loại tội phạm mà thường xảy ra trong dịp Tết. Đó là trộm cắp, cướp giật, những tội lừa đảo qua mạng cũng như là những cái tín dụng đen. Đó là những tội phạm thường xảy ra trong dịp Tết. Cùng với đó, thanh tra chuyên ngành địa phương tăng cường kiểm tra an toàn kết cấu hạ tầng giao thông của các công trình, buộc khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, hoàn trả mặt đường cho người dân đi lại, ra soát bổ sung hệ thống biển báo, truy vết xe dù bến cóc, xe chở quá tải trọng, chở quá số người vi phạm quy định công tác phòng chống dịch. Để đảm bảo cái việc là hành khách mua vé được bố trí chỗ ngồi, đúng số lượng khách trên xe. Các cái hành vi mà cố tình nâng giá vé hoặc các hành vi là chở khách mà không có vé theo quy định thì đều được chúng tôi xử lý rất là nghiêm cùng với các hoạt động phối hợp trong các ban chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải. Để niềm vui đến mọi nhà khi Tết đến xuân về trọn vẹn, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường xử lý của các cơ quan chức năng, thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, góp phần đảm bảo an ninh trật tự để mọi người dân được đón Tết cổ truyền an toàn, hạnh phúc.